Xin chào các bạn, tôi là Miku, hôm nay tôi sẽ review sơ qua một số điều mà bạn cần biết khi chơi Osu. Mania. Sách. Osu Mania bao gồm hai loại chính được nhiều người chơi nhất là 4K và 7K, số lượng người chơi 4K nhiều hơn 7K. Tuy nhiên để có thể tiếp cận với vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng tổng thể thì bạn phải chơi được 7K, vì ở 7K có rất nhiều map lớn sao hơn để bạn có thể kiếm được lượng BB to hơn nhiều so với 4K. Còn giờ thì vứt 7K sang một bên, tôi sẽ chỉ nói về 4K trong video này vì tôi không chơi 7K. Đối với những người mới chơi, thì tuyệt đối không nên dùng map của Sở Tan Đất để chơi Mania mà hãy chơi đúng map của Mania vì nó chẳng giúp ích gì cho bạn, đôi khi lại phá accuracy của bạn vì OD của nó thường sẽ rất cao. Osu Mania chú trọng vào 4 loại sở kill chính, đó là trách. Không, đây mới là trách. Có rất nhiều loại trách khác nhau, tôi sẽ không thể nói rõ hết trong video này vì nếu vậy thì nó sẽ rất dài. Các bạn có thể tìm hiểu thông qua những video bên kênh của Soja hoặc gờ giúp cộng đồng Osu Mania trên Facebook. Tiếp theo là Tech, đây có lẽ là loại sở kill mà tôi kém nhất trong 4 cái tôi kể, không tính LN, FB và Vibro. Tiếp theo là Speed, Speed yêu cầu độ nhanh nhẹn của ngón tay bạn cao hơn bình thường so với những loại sở kill khác. Nó là một chuỗi sở chim trên BPM cao, đòi hỏi sự bình tĩnh, nhanh nhẹn và chính xác. Cuối cùng là Stamina, đúng với cái tên của nó, Stamina có rất nhiều trăm sở chim và han sở chim, liên tục và kéo dài cho đến hết map nên yêu cầu bạn phải rèn sở ta bằng việc chơi những map dài. Trong Dungeon Form thì Stamina luôn nằm ở dưới cùng của map, nó sẽ làm accuracy của bạn bị tụt không phanh nếu không có một sự chịu đựng và tập trung tốt. Ngoài ra còn có 3 loại sở kill nữa, đấy là LN. LN là long note, tức là những note dài. Đây là loại sở kill yêu cầu độ chính xác và khả năng đọc note rất cao. Thứ hai là SV. SV là loại map note được drop theo nhạc, được những người làm map canh ta mình rất kỹ trong quá trình làm map. Các map như vậy làm rất lâu, mặc dù vậy không có quá nhiều SV map được ban chấp nhận cho trở thành map tính danh. Cuối cùng là Vibro, cái này thì các bạn nhìn cũng tự hiểu lối chơi của nó như thế nào. 4 loại sở kill check, tech, sở speed và sở stamina được tổng hợp lại trong một pack map mang tên đan dì form. Mỗi đan bao gồm 4 loại sở kill thứ tự như tôi vừa kể, sẽ có từ đan 1 cho đến đan 10. Sau đan 10 là đến alpha, beta, gamma, delta rồi đến epsilon. Hoàn thành một đan mà không dừng giữa chừng đồng thời accuracy, ý tôi là độ chính xác trên 96% thì sẽ được tính là clear đan đó. Ở Việt Nam hiện tại đã có 15 người clear gamma. Còn Delta thì đã có 5 người. Blitzy, CPT Sivelia, Pechok, Sergi, Quiboni. Ngoài đan dì form ra thì còn có cả Luminal và Tachzon. Hiện tại ở Việt Nam đã có 22 người clear Luminal. Dài quá nên các bạn xem hình để biết những người clear đi chứ cái đọc văn bản này đọc tiếng Anh như cái nồn. Tachzon thì hiện tại có 12 người clear bao gồm Blitzy, Pom, Azuli, CPT Sivelia, Pechok, Harbin Bat Am, Lopliel, Khoai Tây, Sergi, Cụ Trí Đoàn, Quiboni, Kanza Kiozia,